Xin chúc mừng cho bạn may mắn này nha. Thì bạn này có thể là vào game để mà kiểm tra thôi đi nha. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Thỏ Xin TV đây. Nếu như mà bạn nào mà muốn tham gia event của mình á, thì các bạn chỉ cần là xem hết video để đi nha. Sau đó thì các bạn nhớ là like video này, xuống dưới bấm nút đăng ký kênh và comment tên nhân vật của các bạn. Sau đó thì các bạn sẽ chọn một trong những món quà này đi nha. Thì sắp tới mình có đăng video ngắn cho nên là các bạn nhớ vào coi nha. Video ngắn mình là thường mình sẽ đăng vào lúc 6 giờ chiều đó mọi người. À quên nữa, đây chính là kênh Top Top của mình nè. Nếu như mà các bạn tò mò về mặt của mình á, thì các bạn cũng có thể là vô đây để mà coi đi nha. Ở bên Top Top á, mình sẽ cập nhật rất là nhiều thông tin về game luôn, cho nên là các bạn cũng có thể là chơi game nè. Và đặc biệt á, là có game Roblox nữa nha. Ai muốn chơi cùng Roblox với tôi á, thì cũng có thể là qua bên kênh Top Top comment tên nhân vật của các bạn đi nha. Hôm nay nhân dịp á, mình được làm partner á, cho nên á là mình ra video dài đấy nha mọi người. Mấy đợt trước á mình bệnh á, mình nói không ra tiếng luôn, cho nên là không có làm video dài nữa. Tới bây giờ á, mình mới bình thường trở lại. Rồi, nếu như mà mọi người á muốn được lên TV á, thì mọi người cứ comment đi nha. Một cái comment đầu tiên của một bạn có tên là Thi Phương Lê, bạn này comment là: anh ơi, em có một câu chuyện muốn kể cho anh. Mắc gì anh nghe câu chuyện của em. Trời ơi, đùa thôi, em chưa có đăng ký kênh đâu và like cho anh đâu. Ủa, ngộ ha, bộ giỡn mặt với tôi đó hả? Rồi, tiếp theo là một comment của bạn có tên là Bảo Nguyễn. Mình này comment là: cảm ơn anh đã cho em lên TV. Anh mà cho em lên TV nữa, em sẽ tặng anh 100 quả bom nguyên tử xuống nhà anh. Xong rồi á, anh trở thành con thỏ đen thui thùi lùi, thối mù nướng mỡ hành. Trời ơi, lâu quá rồi á, cái mọi người giỡn mặt với tôi đúng không? Mà bởi vậy mới có cái câu là: người tàn ác luôn sống thảnh thơi. Tiếp theo là một comment của một bạn có tên là Ari. Nè, bạn này comment là: anh ơi, xem anh được 3 tháng rồi, mẹ mới nhớ là quên chưa đăng ký kênh của anh á. Thằng em cũng vậy á. Đâu, không sao đây em ơi, anh chỉ buồn trong lòng một chút xíu nhỏ nhoi thôi. Rồi, tiếp theo là một comment của bạn có tên là Quỳnh Trâm. Bạn này comment là: anh ơi, tên thỏ hay là siêu nhân vậy, mong anh rep, em đăng ký kênh và like rồi. Anh tên Đạt. Tiếp theo là một comment của bạn có tên là Ngọc Anh Nghiêm. Bạn này comment là: anh ơi, video của anh á là em xem hết rồi, mẹ cũng đăng ký và follow và like luôn rồi, anh rep em đi. Thì cuối cùng sau một tháng trời thì anh cũng đã rep em rồi nè, cho nên là em hãy vui lên đi nha. Tiếp theo là một comment của bạn có tên là Mingo 7637. Bình này comment là: anh ơi, hồi bữa em tính ra ngoài chơi, cái em thấy con thỏ đeo cái áo choàng màu đỏ và nó đang bay ở trên trời. À, trời dữ dằn vậy sao, coi chừng nhìn lộn đó, không phải con thỏ đâu mà là con đơm đớm. Rồi, tiếp theo là một comment của bạn có tên là Huyền29. Bình này comment là: trời ơi, comment mắc mệt luôn mà ảnh cũng không thèm rep nữa, coi có ghét không, chả nhẽ mình lại xem chùa nữa ta. Thôi, trời ơi, cái này là chỉ là hiểu lầm thôi. Rồi, tiếp theo là một comment của bạn có tên là Quỳnh Như. Bạn này comment là: nhìn anh sen quá, sen trắng tâm lý. Ê, không còn vậy nha. Rồi, tiếp theo là một comment của bạn có tên là L. Bạn đi comment là: anh ơi, anh xinh quá à, nhưng á mà xinh như yêu quái á. Trời, mấy đứa nãy giỡn mặt với tôi hay gì á, thấy mà mắt giận ghê luôn á. Rồi, tiếp theo là một comment của bạn có tên là Gia Hân. Bạn này comment là: anh ơi, em nói anh nghe chuyện này nè, là gì đó, ghê chưa? Anh không thấy câu chuyện của em ghê mà anh thấy em ghê. Rồi, tiếp theo là một comment của bạn có tên là Nhân nè. Bạn này comment là: chúc anh có một ngày thật là vô tri nha. Anh ơi, anh có phải là con người không ạ? Không nha em, anh là đơm đớm. Rồi, tiếp theo là một comment của bạn có tên là Good Moosech. Bạn này comment là: anh không rep em á là em sẽ vào nhà anh chặt hết cây cóc, cây xoài nhà anh luôn. Nhưng mà em đang ký rẹ. Trời, sau 2 tháng thì mình đã biết hung thủ đã chặt cây cóc cây xoài nhà của mình rồi. Trời ơi, anh báo công an nha em. Rồi, tiếp theo là một comment của bạn có tên là Hư. Mình thì comment là: anh ơi, sao anh mập dữ vậy? Ê, không có gì nha, tự nhiên body xăm xăm người ta là sao vậy? Em có tin á là anh búng một phát là em ra hành cái con đơm đớm không? Rồi, tiếp theo là một comment của một bạn có tên là ... Bạn này nói là: câu chuyện của em nè, vào hồi năm lớp 8 á, em có chơi thân với hai người bạn là một nam và một nữ. Bọn em á chơi cùng với nhau á được 3 năm rồi.
nghĩ tình bạn này sẽ rất là bền và chắc. Nhưng không, hồi đó em có lỡ thích bạn nam chơi cùng với em. Em có kể với bạn nữ kia, xong cái bạn ấy nhìn em với cái mặt khó chịu vô cùng. Em không biết tại sao nhưng mà em thầm nghĩ là bạn nữ kia cũng thích bạn nam đó nữa. Sau đó thì em có nói với bạn nữ đó là mày cũng thích bạn nam đó à. Cái bạn nữ mới bảo là mày xem đi. Rồi cái bạn nữ đưa điện thoại cho em xem tin nhắn. Cái bạn nam kia thì đã tỏ tình với bạn ấy và bạn ấy cũng đã đồng ý. Em liền thở dài, sau cùng em chỉ ngậm ngùi yêu đơn phương. Kể từ đó thì bọn em toàn đi chơi với nhau, coi em như là một người vô hình. Mong anh cho em lời khuyên ạ. Anh nghĩ rằng là em kiểu như là người ta đã tỏ tình với nhau rồi, cho nên là mình sẽ phải tìm một người khác thôi. Còn tình bạn đó thì em cảm thấy em chơi được thì em vẫn cứ chơi tiếp, còn không chơi được thì thôi nè. Trời ơi, em yên tâm đi, trên đời này còn rất là nhiều người luôn. Tại vì một khoảnh khắc nào đó thì mình lại thích bạn này thôi. Chứ chừng nữa em sẽ tìm được người phù hợp hơn với em nữa. Với lại mà em có yêu bạn nam kia thì bạn nam kia cũng đâu có yêu em lại đâu. Tại vì bạn nam kia đã tỏ tình với bạn nữ kia rồi mà. Rồi cả nhà yêu ơi, nếu như mà ai có cái comment gì vui nhộn hoặc là có những cái câu chuyện gì mà muốn tâm sự với mình á, thì mọi người cứ comment đi nha. Mình sẽ cố gắng ra video thật sớm nhất để cho mọi người có thể coi nữa nè. Tại vì đợt hổm mình bị bệnh quá trời bệnh luôn, cho nên là mình không có ra video một thời gian dài luôn á. Nên bây giờ mình đã đỡ bệnh hơn nè, cho nên là mọi người nhớ ủng hộ mình đó nha. Mọi người có thể ủng hộ mình bằng cách là nhớ bấm like cái video này và bấm nút đăng ký kênh. Hoặc là các bạn cũng có thể là bấm chuông để coi coi á là các bạn có được rep ở trong cái video mới nhất của mình không nha. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn nha. Hẹn mọi người trong clip tiếp theo của mình nha. Bye bye mọi người. Thank you.
Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nha. Các bạn có thể là đăng ký kênh của mình ở góc phía bên phải. Sau đó các bạn chỉnh chuông cho tất cả các video. Và nhớ là like video của kênh mình đó nha. Cảm ơn mọi người.